đi khắp mọi miền đất nước, trên mọi chiến trường. Nhưng mà không phải vì thế mà cái tình cảm đối với quê hương kém sâu đậm. Ra đi trên cái bờ sông Kiến Giang và làm sao mà quên được cái cảnh sông núi hiền từ và hùng vĩ. Quê hương gia đình là có thể đã chung đúc lên cái nhân cách của tôi mà quyết định cái con đường đi của tôi. Và đại tướng đã trở về, không chỉ một lần mà nhiều lần như thế. Những người dân hiền lành chân chất nơi quê nhà đón vị tướng của mình như đón một người ruột thịt sau bao xa cách nhớ mong. Nơi đây, người cha thân yêu của đại tướng đang yên nghỉ bên những người em, người đồng chí, đồng đội đã cùng ông đi suốt hai cuộc trường chinh. Ông trở về rưng rưng nước mắt. Dòng sông quê, ngôi nhà, cây khế nhỏ và những người bạn thuở ấu thơ, những đêm trăng yên bình và câu hò xứ Lệ, kỷ niệm từ trong sâu thẳm ký ức lại trở về, gần gũi và ấm áp lạ thường. Ngôi nhà này là cái nơi mà ba tôi đã có những năm tuổi thơ. Mặc dù là thanh đạm nhưng mà trong cái tình thương yêu của bà nội và trong sự dạy dỗ hết sức là nghiêm khắc của ông nội, cũng như là trong tình thương và sự chăm sóc hết mình hy sinh để cho các em được học tập của các bác gái của tôi. Và vì vậy cho nên là dù đi đâu về đâu thì hình ảnh cái ngôi nhà này là một cái hình ảnh mà không bao giờ phai mờ trong lòng của ông cụ tôi. Còn đối với chúng tôi thì cái tình cảm đó cũng được ba tôi truyền lại cho tôi và các em sau này. Mỗi lần về đây thì đều là tìm thấy cái tình cảm chân thành và sự quý mến của bà con làng xóm đối với cha mẹ mình. Cái đấy cũng rất đáng quý đối với chúng tôi. Dòng sông Kiến Giang là niềm nhớ thương đau đớn của bao người con Lệ Thủy Quảng Bình khi xa quê. Về lại bến sông xưa, khi đã trải qua bao nhiêu đường đất của cuộc đời, bao trận mạc, chinh chiến và bao thăng trầm của năm tháng, ông chợt thấy lòng mình thật bình yên. Cảnh vật quê hương đã đổi khác, người xưa cũng kẻ mất người còn, nhưng câu hò xưa và nhịp chèo thì vẫn thế. Dù cách xa hay trở về quê nhà, vẫn canh cánh bên lòng ông một nỗi niềm say dứt, quê mình còn nghèo quá. Nhưng những gì đã làm cho quê hương thì ông cũng đã hòa chung trong sự lo toan cho đất nước. Dù tiếng giáp không làm gì riêng đặc biệt cho quê hương Quảng Bình thì người dân nơi đây vẫn thấu hiểu lòng ông. Đại tướng tự hào vì thời nào quê hương ông cũng có những con người giản dị mà anh hùng lặng lẽ hy sinh cho đất nước, cho nhân dân, để lại những tấm gương sáng cho con cháu đời sau. Mỗi lần về quê, ông thường dành thời gian để đến thăm mẹ nghèng, người phụ nữ suốt 40 năm lặng lẽ trồng cây và chị đào đồi quân tóc dài trồng những rừng phi lao chẳng cát. Ông cảm ơn mẹ nghèng đã làm cái việc mà nếu không có những cuộc chiến tranh và không trở thành một vị tướng cầm quân, ông rất muốn được làm cho quê hương mình. Khi những hình ảnh này đến với quý khán giả, thì mẹ nghèng đã ra đi về cõi bên kia.
Nhưng câu chuyện tượng giáp đến thăm mẹ và rừng cây trên cát bên biển Quảng Bình thì vẫn còn được người dân nơi đây ghi nhớ và kể lại. Trường Trung học Phổ thông Đào Duy Từ là niềm tự hào của người dân Quảng Bình. Nhiều người tài đã từ ngôi trường này ra đi và trưởng thành. Các thầy cô giáo và học sinh hôm nay được gặp gỡ trò chuyện với vị khách đặc biệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã từng là thầy giáo. Một cuộc trò chuyện ấn tượng và sâu sắc. Họ luôn tự hào và mang theo hình ảnh của Đại tướng trong suốt những chặng đường tiếp theo của cuộc đời mình. Trong những chuyến về thăm quê, Đại tướng cũng luôn sắp xếp những cuộc trò chuyện thân mật với các thế hệ lãnh đạo tỉnh. Ông nói với họ nhiều điều tâm huyết, nhưng điều mà ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhất vẫn là Quảng Bình còn rất nghèo. Cán bộ và nhân dân toàn tỉnh phải biết đoàn kết một lòng để vượt qua khó khăn, nỗ lực đưa tỉnh nhà sớm thoát khỏi tỉnh nghèo mà vươn lên. Ông cũng thường kể cho họ nghe một kỷ niệm sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lời dặn dò của người như một bài học sâu sắc về đạo đức cách mạng cho mọi thời đại. Một đêm đông trời rất lạnh, nằm ở trong hang bậc bó mà nằm trên một cái giường làm mấy cái gỗ lát lại, nằm đau lưng lắm. Nằm với bác để mà bàn cái chuyện là trao đổi cái chuyện khởi nghĩa vũ trang, chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa là thế nào. Thì đang nói chuyện là bác là bác dừng lại rồi bác nói là: "Chú Văn à, làm cách mạng đó thì hết lòng vì nước vì dân." Bác nói chuyện nhỏ thì bác nói là: "Vì công đi thượng, vì công hơn hết trên hết, không có trục lợi cá nhân." Rồi bác ngưng rồi thì bác rồi nói qua chuyện khác. Tôi nhớ đến bây giờ đó. Trong ngôi nhà nhiều cây xanh ở số 30 phố Hoàng Diệu, Hà Nội, Đại tướng đang sống những năm tháng yên bình. Ông vẫn giữ thói quen đọc sách, viết sách. Ông thích cùng vợ nghe lại những bản nhạc đồng quê của Văn Cao, thích những buổi xế chiều cùng cả con cháu dạo trong khu vườn nhỏ. Và mỗi lần chị Hồng Anh, người con gái đầu của Đại tướng từ quê An Xá Lệ Thủy trở về, cả nhà lại quây quần bên nhau nghe chị kể chuyện. Vốn trải qua tuổi thơ của mình ở quê nhà cùng bà nội, Hồng Anh luôn thấu hiểu và chia sẻ được nỗi nhớ quê xa xứ và niềm mong mỏi cho quê hương giàu đẹp trong trái tim cha mình. Ngoài những câu chuyện vui làm ấm lòng cha, bao giờ chị cũng kể thật chi tiết những gì mắt thấy tai nghe về những điều chưa hay, chưa tốt ở quê nhà, để có dịp ông lại nhắc nhở cán bộ, nhân dân tỉnh nhà chú ý mà khắc phục. Cứ như thế, vì đại tướng của nhân dân đang sống những năm tháng yên bình sau bao bão tố của cuộc đời.